dân Nguyễn Nguyễn Thu Giang vừa xuất hiện trong hậu trường buổi diễn của nhà thiết kế Cynthia Rowley tại New York. Dân cùng nhóm cộng sự tạo những mẫu tóc bồng bềnh vui nhộn, phóng khoáng chất California, tăng hiệu ứng khi người mẫu chuyển động với đường môi chia giữa trên mái tóc. Kiểu tóc này gợi nhớ tới hình ảnh thời trang Mỹ những thập niên 70 với tóc tạo sóng bay bổng, rối nhẹ, đeo kính mắt to bản chuyển màu. Dân Nguyễn tóc ngắn, làm việc trong hậu trường trước giờ trình diễn của người mẫu. Bộ sưu tập Riditoque của nhà thiết kế 61 tuổi Rowley là những phục sức mang âm hưởng những bộ đồ thập niên 70, lấy cảm hứng từ những họa tiết in hoa cổ điển, sặc sỡ và màu khói, phối hợp cùng mũ tóc kẻ nhiều màu chất liệu cói. Người mẫu trình diễn trong show của Rowley. Ảnh Yohu. Được làm việc với ekip hàng đầu thế giới khiến Dương Nguyễn học hỏi và khám phá được nhiều kiến thức tại môi trường làm việc chuyên nghiệp nhưng khắc khe bậc nhất. Mỗi người mẫu có một chất liệu tóc, kiểu khuôn mặt khác nhau, làm thế nào để một line out tóc có thể áp dụng cho tất cả nhóm mẫu trình diễn là vấn đề đòi hỏi người hairstylist phải tư duy. Tham gia show Cynthia Rowley là một kỷ niệm đáng nhớ trong 13 năm làm nghề của Dương Nguyễn. Theo cô, làm việc tại hậu trường của tuần lễ thời trang New York không những phải chuyên nghiệp còn phải làm đúng giờ, thao tác nhanh, chính xác, không làm ảnh hưởng tới bất cứ ai. Trong một tuần làm việc tại New York, tôi cảm thấy đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình, nhận được nhiều đánh giá tốt của các đồng nghiệp nước ngoài, Dân Nguyễn nói. Hairstylist chỉnh sửa cho mái tóc vàng bồng bềnh của người mẫu. Dân Nguyễn là hairstylist nổi tiếng với vai trò làm đẹp cho Sơn Tùng M thành phố, ca sĩ Mỹ Tâm, cặp vợ chồng Trấn Thành Harry Ong, ca sĩ Thu Minh, Ngọc Trinh, Angela Phương Trinh. Ngoài việc là một nhà tạo mẫu tóc cho các nghệ sĩ, Thu Giang là cô giáo dạy nghề với nhiều khóa học làm tóc dành cho các bạn trẻ. Với việc lần đầu tiên tham dự tuần lễ thời trang New York danh tiếng, Dân kỳ vọng sẽ tiên phong tạo ra những kiểu tóc ưng ý nhất cho các celeb Việt và trên toàn thế giới. Nhật Hạ.